Xin chào các bạn nhé, mình rất vui được gặp lại các bạn trong video này. Như các bạn đã biết thì mũi là loài côn trùng rất là đáng ghét. Chúng gây cho con người chúng ta không ít những phiền toái và là cái loại côn trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 7 cách đuổi muỗi rất là hiệu quả từ những nguyên liệu chính trong cuộc sống hàng ngày nhá. Nào các bạn, các ý hiểu. Thứ nhất là đuổi muỗi bằng vỏ cam quýt. Trong vỏ bưởi, cam quýt chứa rất nhiều tinh dầu nên có công dụng diệt muỗi khá hiệu quả. Để xua đuổi muỗi, bạn chỉ cần đem những vỏ bưởi, cam quýt phơi khô, sau đó mang chúng vào góc phòng nơi có nhiều muỗi và đốt. Khói từ vỏ vừa đốt sẽ khiến muỗi cảm thấy khó chịu mà bay đi. Đồng thời, hương thơm từ vỏ bưởi, cam quýt còn làm cho phòng bạn có mùi thơm, rất dễ chịu và thoải mái nữa. Cách thứ hai là trồng các loại cây đuổi muỗi. Những loại cây như húng quế, hương thảo, bạc hà, tía tô, xả, v.v. đều có khả năng đuổi muỗi rất hiệu quả. Bạn có thể trồng cây, trồng chúng xung quanh nhà, vừa có thể hái để nấu ăn, vừa có tác dụng để đuổi muỗi. Trong đó, xả được xem như là loại cây đuổi muỗi rất hiệu quả. Bạn có thể trồng xả ở những chậu nhỏ trước sân, hoặc cũng có thể cắm cục xả vào một bình đựng hoặc ly có một ít nước và thường xuyên thay nước cho chúng. Cách thứ ba là sử dụng tinh dầu để đuổi muỗi. Đây được coi là một phương pháp đuổi muỗi tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Ngoài công dụng đuổi muỗi, mùi hương của tinh dầu còn giúp thư giãn trí não và khôi phục tinh thần. Một số loại tinh dầu bạn có thể tham khảo như tinh dầu tràm, tinh dầu hoa oải hương, bạc hà, tinh dầu xả, v.v. Đuổi muỗi bằng dầu gió. Dầu gió là một trong những sản phẩm quen thuộc của mỗi gia đình. Bạn có thể đuổi muỗi bằng 3 cách sau đây. Cách 1, nhỏ vài giọt dầu gió vào cánh quạt, sau đó bật quạt quay ở chế độ đều. Mùi hương của dầu gió lúc này sẽ lan tỏa khắp căn phòng và đuổi đủ muỗi đi. Cách 2, với làn da trên cơ thể, bạn có thể chống muỗi bằng cách nhỏ vài giọt vào nước tắm ở nhiệt độ nóng khoảng 30-40 độ. Sau khi tắm xong, cơ thể bạn sẽ phảng phất hương thơm và giúp bạn xua đuổi lũ muỗi đi khi chúng không dám đến gần mình. Cách 3, một cách đơn giản hơn là bạn có thể mở nắp chai dầu gió và đặt nó vào góc phòng, nơi mà lũ muỗi hay tụ tập, mùi dầu gió sẽ lan tỏa và đuổi lũ muỗi đi. Thứ tư là sử dụng tỏi để đuổi muỗi. Tỏi là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp. Mùi hương của tỏi khiến muỗi tránh xa. Bạn có thể trồng một chậu tỏi nhỏ và để vào trong nhà. Cách đơn giản hơn để muỗi không còn dám đến gần nữa đó là cắt tỏi thành lát nhỏ rồi rắc ở nơi bạn muốn xua đuổi muỗi. Cách thứ năm, đuổi muỗi bằng nước rửa chén. Bạn chỉ cần cho một ít nước rửa chén ra cái đĩa, sau đó muỗi sẽ tập trung ở khu vực có nước rửa chén. Đĩa nước rửa chén sẽ làm phân hủy trứng muỗi do có tính kiềm, như vậy muỗi sẽ không thể sinh sôi và không thể bay vào nhà nữa. Sau đó đuổi muỗi bằng bã chè. Sau khi pha chè hoặc là trà xong, bạn hãy giữ lại bã chè, đem chúng hanh khô dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi khô cong lại, bạn có thể sử dụng chúng như một sản phẩm thiên nhiên đuổi muỗi bằng cách cho vào một cốc chén sành và đem hun khói chiếc cốc đấy. Trên đây là một số cách dùng để đuổi muỗi trong mùa hè này bằng những cái nguyên liệu tự nhiên rất là dễ sử dụng, dễ kiếm trong ngôi nhà của chính các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Để nhận được những video mẹo và hữu ích mới nhất, các bạn quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông nhé.